Ok các bác, trước tiên thì Nam sẽ nói về cái cấu tạo của cái sâm mới này. Trên tay Nam thì có hai cái loại sâm. Một cái loại sâm là sâm truyền thống ngày xưa. Sâm truyền thống ngày xưa thì chúng ta sẽ dùng một cái đầu ruồi ở đây và cái bên trong có giun. Còn đây là cái sâm mới. Cái sâm mới này thì nó dường như là đúc liền. Cái đầu van bên trong thì nó bằng đồng và bên ngoài thì được bọc một lớp cao su từ dưới chân van lên đến trên gần đỉnh như thế này. Còn đây là cái van sâm của thông thường ngày xưa, xe ngày xưa thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Bạn đối với cái sâm ngày nay á, các xe đạp ngày nay thường dùng là bây giờ nó toàn dùng bằng những cái sâm này. Sâm này thì bên trong nó có một cái ti ti vặn. Thì khi mình bơm thì mình đẩy cái đầu van bơm vào thì nó giống như cái xe máy ấy các bạn. Nó giống như kiểu là van xe máy đó các bạn nhá. Đấy, thì cái sâm này thì nó nhìn chung thì nó khá là dày hơn cái sâm truyền thống ngày xưa. Đấy các bạn có thể nhìn thấy này. Hai cái sâm nó khác nhau rõ rệt luôn. Là cái sâm mới này về chất liệu thì nó dày hơn, về giá thành nó cũng đắt hơn, cái này thì nó mỏng và nó rẻ hơn, và cái đầu van thì nó khác nhau, cái đầu van thì nó khác nhau. Các bạn có thể thấy là cái này thì nó không có lớp cao su bọc ở ngoài mà nó là chắn là kim loại, và kim loại trên này là kim loại không, và được vặn ốc vào đây, siết vào đây để cho nó đấy. Còn cái này thì cái pan mới này nó là được bọc một lớp cao su đúc liền ở dưới này xuống đến tận cuối chân van. Đấy, các bạn có thể thấy. Đó. Thì cái xe đạp thông thường bây giờ á thì chủ yếu là dùng cái loại này, là nó thông dụng. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì các bác không để ý, không mấy người mà để ý, đặc biệt là các cô chú các bác là sử dụng một thời gian và đưa ra năm sửa chữa thì thường là phải thay sâm mới, mặc dù là không có bất cứ một cái lối về thủng sâm hay như thế nào, nhưng mà cũng phải thay sâm mới, là bởi vì là nó bị rách ở chỗ chân van này, và một khi nó rách thì không còn cách nào khác là phải thay mới cả. Đấy, tại vì cái sâm này, cái chân van này á, cái cao su này á, nó được bọc liền xuống dưới này. Chân nó mà rách thì chúng ta phải thay sâm mới, chứ không thể là sửa chữa được. Nếu như thủng thì mình còn vá được, nhưng mà cái này thì phải thay sâm mới. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là tại sao cái lý do mà nó lại bị rách ở cái chỗ cao su ngoài chân van này. Thì đây. Khi các bác mà bỏ đầu van vào trong này, trong
Đây các bác nhé. Thì khi cái đầu van nó như thế này, lúc mình bơm hơi dây lên, cái nguyên nhân thứ nhất là, một là lúc mình vào xăm, vào xăm vào lốp thì mình để cái chân van này nó bị xiên xẹo và không thẳng. Đó, như thế này. Thì đi một thời gian thì cái xăm này nó sẽ tì vào cái hai bên của vành xe đạp ấy. Hai bên vành cái lỗ này này, cái lỗ đút xăm này này. Thì với cái lực ép của căng của xăm thì nó sẽ đứt ra, nó sẽ đứt cái phần cao su này ra. Thì lúc đó thì hơi nó sẽ hở. Một cái trường hợp khác đó là khi mà cái xăm các bạn đi lâu ngày, các bạn vô xăm thẳng rồi nhưng mà các bạn đi lâu ngày, các bạn đi lâu ngày thì nó sẽ xuống hơi, hoặc là xăm bị thủng thì nó sẽ xuống hơi. Xuống hơi thì nó sẽ bị mất mất cân bằng, mất áp suất. Mất cân bằng và mất áp suất thì cái xăm này, cái đầu van này nó sẽ bị lệch sang bên này, lệch sang bên trái, hoặc lệch sang bên bên phải, hoặc lệch xuống dưới và lệch lên trên. Thế thì khi nó lệch thì nó cũng sẽ bị tì vào cái vành cái lỗ tròn hai bên của vành này, đưa xăm này vào thì nó sẽ bị đứt cái cao su này ra. Và khi nó đứt cao su này ra thì hơi nó sẽ từ dưới này nó sẽ đẩy lên trên. Nó sẽ đẩy lên trên và nó sẽ bị hỏng cái xăm này. Khi đó thì mình sẽ bị hỏng cái xăm và phải thay cái xăm mới. Là không còn cách nào khác, phải thay xăm mới. Còn nếu như ta dùng cái van này thì nó có bị lắc bên này hay là xiên bên này thì cũng không sao nhé các bạn. Tại vì cái xăm này là xăm ngày xưa. Đó là cái điểm khác biệt của xăm này. Tuy nhiên thì cái xăm này nó khá là mỏng. Mỏng hơn cái xăm này. Xăm này thì nó bền hơn. Nhưng mà có mối là cái chi tiết là các bạn phải để ý cho nam, đó là tuyệt đối là thứ nhất là lúc vào xăm thì không được để xăm nó nghiêng như thế này, hoặc nghiêng sang bên trái, hoặc nghiêng xuống dưới, mà phải để xăm phải thẳng, thẳng vuông góc như thế này thì nó mới không bị đứt cái cao su ở đây. Đó, cái vấn đề này thì có nhiều bác là hầu như là mọi người không có để ý. Và Nam thấy sau quá trình sửa chữa cho các khách hàng của Nam thì Nam mới chia sẻ đến tất cả các bác để lưu ý, để không bị mất tiền thay một cái xăm mới. Do là mặc dù là xe mình rất là mới và xăm mình cũng rất là mới thì các bạn sẽ không mất tiền bởi vì cái sự bất cẩn của mình. Đó là các bạn khi mà đi xe bị gần hết hơi á, thì các bạn thấy xăm nó nghiêng như thế này thì các bạn phải tháo hết hơi và nắn lại xăm, nắn lại cái đầu van này thẳng và vuông góc, sau đó bơm căng hơi lên thì nó sẽ ok và không vấn đề gì cả. Đấy. Đấy, thì trên đây thì là bài video. Nam thực sự là Nam biết cái gì thì Nam sẽ chia sẻ cho các bạn cái đó. Hy vọng rằng cái video này của Nam là thực sự là giúp ích được cho các bạn và giúp ích được cho các quý các cô, các bác, là có thêm được một cái lưu ý nhỏ trong cuộc sống, cũng như là cái chiếc xe đạp của mình nó được trơn tru, êm ái và mình sẽ không mất tiền bởi vì những cái lối chủ quan của bản thân. Cái video này thì đến đây là kết thúc. Thì em hy vọng rằng là cái video này thực sự là bổ ích cho những người nào mà chưa biết thì nên xem video này, và nếu thấy nó có tác dụng
thì hãy cho em một like và một đăng ký kênh để theo dõi, để cho kênh phát triển và